Rồi, Trạng Bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 25 tháng 5, em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại, gồm có ổ xì teo, trách ngựa, hải châu, thanh phẩm, trang rừng, trà phục kiến, và dúi. Rồi, mà số 1 là một cây dúi. Cây chân rựa rất là quá nha mà anh em. Tây cành này. Cây này tây cành nuôi rất là già nha. Rồi, em đo cái hoành là 45 nha, hoành gốc 45, chiều cao 52 nha, hoành gốc 45, chiều cao 52, ngang tàn là 65 nha. Cái này cây cành rất dè nha, cây cành nuôi to bằng ngón tay cái hết nha mọi anh em, cây đã thành phẩm nha. Rồi, cây dúi mã số 1 giao lưu anh em là 1 triệu mốt bao ship nhé, 1 triệu 100k em bao ship. Anh em nào lái là em đẹp chậu bao bao cẩn thận rồi cho anh em nha. Cây rửa rất là quái nha mà anh em, cây cành già, cây thành phẩm hết. Rồi, qua mã số 2 là một cây hải châu, dòng mà hải châu dòng lá đẹp nha, cây đang bắt đầu vào mùa cho hoa nha mấy anh em, vào mùa bông trái nha. Cây đã thành phẩm, cây cành rất là già nha, cây nuôi thần chậu lâu nem nha mấy anh em, cây bờ đớ nữa rất là khủng khiếp nha. Rồi, em đo cái hoành thân đây nha, hoành thân một ném tay nha, 15 cm, cái này hoành thân là 15 cm nha, bờ đớ nữa. Cây bờ đó rất là dựng dáng nha mấy anh em. Cây mọc cốt dáng trục, cây cành mịn hết, tròn luôn nha. Em đo cái quanh thân là 15 cm, chiều cao tính từ mặt chậu lên trên đỉnh là 53, ngang tàng là 72 nha. Rồi, cây hải châu mã số 2 giao lưu anh em là 1 triệu 7 bao ship nha. Anh em nào lái là em đẹp chậu bao bao cẩn thận gửi cho anh em, 1 triệu 7 bao ship, khá to nha mấy anh em. Rồi, qua mã số 3 là một cây trà phục kiến, cây đã đi dây định hình hết nhé, cây sống khỉu và đã đi một lượt dây định hình hết nhé, vừa một cây cụ chân rửa này. Thì khá hay nha mấy anh em. Rồi, em đo cái hoành là 42 nha, hoành gốc 42, chiều cao 28, ngang tàng là 35 nha. Rồi, cây trà phục kiến mã số 3 giao lưu anh em là 350 bao ship nha, 350k bao ship. Rồi, qua mã số 4 là một cây trang rừng nha, cây này mọc cốt lên nhiều thân nha, dòng trang rừng thì nó cho hồ văn em nha mấy anh em, nó cho hồ xem rồi nó sẽ cho quẻ nữa nha. Rồi, em đo cái quanh là 43, chiều cao là 35, ngang tàng là 40, 160 em bao ship nhé, 160k bao ship cây tràng rừng mã số 4 nhé. Rồi, qua mã số 5 là một cây hải châu, cây này cây mini bà bang chơi nha mấy anh em, cây dòng lá này cực kỳ đẹp nha, thân co lách bờ đớ vương một cái củ cục nó luôn nha, thân co lách. Rồi, em đo cái hoành nè, hoành là 20 nha, hoành gốc 20, thân nó bằng ngón tay nha mấy anh em, thân thì bằng ngón tay, còn cái hoành gốc cũ của nó là 20 nha, chiều cao là 27, ngang tàng để 22 nha, cây thành phẩm mịn tàng hết nha, anh em giờ thay vô treo một cái chậu đẹp là ok nha. Rồi, cây hải châu mã số 5 giao lưu anh em là 400 bao ship nhé. Rồi, qua cây hải châu mã số 6, cây dòng lá cực kỳ đẹp nha, cây mịn tàng hết nhé, cây này đang mấy cây này là đang chờ hoa trái nha mấy anh em, thân cò lách. Rồi, em đo cái hoành gốc là 13 cm nha, hoành gốc 13 cm, chiều cao là 35,
vành 13, chiều cao là 35, ngang tang là 28. Cái thân trên đây là bằng ngón tay nha mấy anh em. Bờ đớ này rất là dựng dàng nha. Rồi cây hải châu mã số 6, giao lưu anh em là 400 bao ship nha, 400 kè bao ship. Rồi và cây hải châu mã số 7, cây này dân bay nha mấy anh em, thân co lách bờ đớ nè, đớ cũng rất to nha. Rồi em đo cái vành gốc là 28 nha. Vành thân ở trên đây nha mấy anh em, vành thân trên đây là 14 cm, còn vành gốc là 28 nha. Cây giang bay cây đẹp thanh phẩm nha, cây cành nuôi to bằng ngón tay nha mấy anh em. Cây dòng hải châu sông cầu, dòng lá rất là đẹp nha. Cây cốt bay rất đẹp nha, cây đẹp thanh phẩm. Vành 28, chiều cao 45, tàng bay từ xeo đây là bay tảo trước là 63 nha. Vành thân là 14 cm. Rồi 1.400.000 em bao ship nha, 1.400.000 bao ship. Cây hải châu mã số 7, cây này anh em nào lái là em đẹp chậu bá bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 8 là một cây hải châu, cây này dáng quen nhân nha mấy anh em. Cái tăng rớt của nó rất là dài nha, từ trên đây nó rớt đây là 60 nha. Em đo cái vành gốc ở dưới đây là 24, vành gốc khá là dựng dàng nha. Vành 24, vành thân trên đây là 9 cm, chiều cao 60, ngang tàng là 65, cành rớt từ trên đây rớt xuống là 60. Rồi cây hải châu quen nhân, dòng lá tròn nha mấy anh em. Cái này cây dòng lá tròn, tròn dày, dòng này quả cực kỳ to nha. Dòng lá tròn rất đẹp nha, lá nè. Rồi, giao lưu anh em cây hải châu mã số 8 là 450 bao ship nha, 450 kè bao ship. Rồi, qua mã số 9 là một cây trách ngợ, cái này cũng một cây quen nhân nha mấy anh em. Cây lũa rất đẹp nha, em đo cái vành là 21, chiều cao 47, rớt từ trên đỉnh đây nha, nó rớt xuống vô đây là 45 nha. Rồi cây trách ngợ mã số 9, giao lưu anh em là 250 bao ship nha, 250k bao ship cây trách ngợ mã số 9. Rồi qua mã số 10 là một cây ổi xì rừng, và cây này là cây ổi xì teo nha mấy anh em. Cây ổ xì teo, em đo cái vành thân là 8 cm, chiều cao vành thân 8 cm, chiều cao 35, ngang tàng 50. Dòng này quả nhỏ nhưng em rất là thơm ngon nha. Rồi cây ổ xì teo mã số 10, giao lưu cho anh em là 250 bao ship nha. Bên em là chậu xi măng là không có ship nha. Anh em nào lái là em đẹp chậu bá bầu, cẩn thận gửi cho anh em. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào đã xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào anh em.